Lộc Duy xin đọc trước ạ. Minh Thảo. Và lá phiếu tiếp theo thuộc về Minh Thảo. Và anh Kiệt sẽ là người dừng cuộc chơi. Chào tất cả các bạn. Thì với chủ đề tuần này là đi catch work, thì các bạn thí sinh đã phải tập luyện và học xem cách đi catch work đúng là như thế nào. Thì các bạn hãy cùng theo chân Cang vào bên trong để xem các bạn ấy tập luyện như thế nào nhé. Biết là chị và các bạn đã có một buổi tập luyện catwalk, thì không biết là chị cảm thấy là tập catwalk, đi catwalk nó có khó khăn không? Thì theo bạn cũng đã biết rồi đó, với những cái thân hình như vậy mà tụi chị phải bước lên một đôi giày cao gót 14-15cm để đi, thì lúc đầu chị lại chạy mà chị đi không được. Cảm thấy khá là tự ti bởi vì người béo mà đã bao giờ đi trên sàn catwalk đâu. Cái cảm xúc của mình đầu tiên cũng khá là hồi hộp và lo lắng bởi vì chưa bao giờ mình được đi catwalk cả. Khi được sải bước chân trên một sàn catwalk thực thụ và được tập với chị Xuân Lan là một người cực kỳ nổi tiếng của chương trình, thì mình cảm thấy nó rất hạnh phúc với mình. Thật sự là em cảm thấy rất là hồi hộp và không biết là chân em đi có bị bắt chéo hay ngoằng chân rồi cuộn chân vào nhau đừng có ngã không. Thật sự là em thấy rất sợ ạ. Lúc đầu mà lúc mà chị chưa lên trên sàn ấy thì chị cảm thấy hơi là nóng một chút bởi vì cái chân của chị đang bị yếu và lâu rồi chị không đi rất cao gót là 3-4 năm rồi, thì chị rất là lo vì sợ là mình đi mình sẽ bị hụt bước hoặc là bị trẹo chân ấy. Sau đó thì chị Xuân Lan đã hướng dẫn cái cách mà để tụi chị đứng trọng tâm vào một chân và sau đó là mình bước cái trọng tâm tiếp theo, thì ok, sau lúc đó thì tụi chị đã đi được. Cái cảm giác tự ti nó cũng mất đi ngay lập tức khi mà bước lên sàn. Mình nhớ là cái lúc đấy là mọi người hò hét rất là nhiều và mình đã phải cố gắng nín cười lại bởi vì mình thấy như mặt mình mà lúc mà đang đi nhìn cái cười này thì rất là vô duyên. Và mình nghĩ là cái đấy là cái khó khăn nhất của mình và cái cảm xúc đó rất là hồi hộp. Nhưng mà mình thật sự không dám ngờ rằng những người như mình lại có thể bước trên một sàn đi catwalk chuyên nghiệp như vậy, những dành cho những người nặng ký. Vì thật sự mình không dám mơ là mình lại đứng trên sân khấu để diễn cho người ta xem những bộ quần áo đẹp và dáng đi của mình được mọi người chấp nhận, mình được học những bước đi đó. Lúc đó chị không có cảm giác gì là mình là một người mới, cảm giác mình như là ngôi sao, như một người mới chuyên nghiệp hơn. Yeah. Theo bạn thì giữa phần điều chỉnh hơi thở và cách đi thì bạn cảm thấy phần nào khó khăn? Với mình thì chắc là khó khăn cả hai luôn. Tại vì lúc đầu mình làm cái hơi thở nó không đúng lắm thì mình thở rất là đều ấy, gặp béo mà mọi khi đi đâu nó cũng đều, nó từ chậm chậm, trong lúc này thì phải hít sâu, cảm giác nó cũng khó ấy. Còn cái chân thì nói chung là nó cũng hơi bị giống nhảy một tí, tại vì lúc nhảy thì mình sẽ để chân chữ B, còn bây giờ đi phải đi đây. Với em cái nào cũng khó. Cái khó ở đây là chỉnh dáng đi. Và cái chỉnh dáng đi này nó cực kỳ khó đối với những người mà nặng cân. Vì khi những người nặng cân thì những cái đùi của họ rất là to. Và khi mà đùi to như vậy thì sẽ tạo những dáng đi không được đẹp cho lắm. Có nhiều người sẽ đi hai hàng, có người đi nếu mà đi một hàng thì họ sẽ bị cấn bởi hai cái đùi của họ. Cho nên đây là một cái điều khó khăn đối với những người mập nói chung. Và nói riêng Khoa thì Khoa có một cái khó khăn, đó chính là cái lưng của Khoa. Tại vì lưng của Khoa lại có hơi đau chút xíu, cho nên là nó hơi đi gù của lưng như thế này. Nhưng mà được chị Xuân Lan giúp đỡ thì chị Xuân Lan đã giúp cho mình có một cái dáng đứng thẳng hơn. Cái phần khó nhất đó là cái cơ mặt của chị. Bởi vì là
bởi vì chị quá chú tâm vào cái vai này, mở vai, chân tạo dáng và bước đi làm sao cho một đường thẳng nó thẳng. Nên là chị Xuân Lan có nói là cái cơ mặt của chị nó hơi bị cứng, nên là nó không được linh hoạt cho lắm. Thì chị bảo là cái chú ý cái cơ mặt phải thả lỏng hơn một chút, đấy thì cái điều quan trọng nhất. Mình cảm thấy như cách tạo dáng đi đứng là cái mà cách khó nhất đối với mình, bởi vì với một người chưa đi bao giờ mà khi mà nhạc lên thì mình còn phải đi đúng nhịp nhạc nữa, và cái cách bao dáng thì cũng phải làm sao để có thể cho mọi người thấy được cái trang phục mình mặc, mình phải làm gì với nó. Ví dụ như là khi mà mình mặc một cái quần jean chẳng hạn thì mình có thể để tay như thế này, hoặc là khi mà mình mặc một cái áo khoác thì mình cũng phải để như thế này. Và nếu mà muốn làm nó kiêu kỳ ngầu ngầu hơn tí, mình có thể giả vờ chỉnh sửa một cái gì đấy. Đó là những bài học mà mình được học được. Bây giờ nếu mà như bận gì bận dậy rồi mình đứng sao đi sao? Nếu mà như bộ của anh Cang đang mặc này thì mình có thể đi như thế này. Đó, sau đó là mình có thể cầm áo quay sang như thế này. Đó, để cho mọi người thấy được. Đó, sau đó là mình có thể xoay sang bên này một chút. Đứng khoảng 2 đến 3 giây sau đó mình quay trở lại. Sau đó mình đi. Đó là cái bước mà mình thấy là nó khá là đơn giản và chắc là ai làm cũng đẹp. Sau buổi tập luyện vậy thì bạn đã học hỏi được những gì? Có lẽ cái điều mà mình cảm thấy ok nhất mà khi mà học được từ chị Xuân Lan thì đấy là cái phong thái. Tức là có thể là mình đi lại nó không đúng, mình vẫn là đi chân chữ V, có thể là mình vẫn thở đều chứ mình chưa được kiểu hít sâu, thở mạnh. Thì nhưng mà quan trọng là mình phải tự tin. Tức là trước đây thì khi mà đứng trước đám đông thì béo thì đâu có tự tin đâu, có thể là nói chuyện với cả mọi người kỹ năng thì mình có chẳng hạn, nhưng mà mình mất tự tin, mình đứng mình sợ, mình đứng này đứng kiểu thiếu tự tin. Đó, nhưng bây giờ mình sẽ đứng khác, tự tin hơn. Ở... đứng tự tin hơn, hơi nở ngực ra tí, hai vai cũng mở ra. Đó, thì trong mình có vẻ tự tin hơn. Rút ra được bài học là chị dạy bọn em những cách làm thế nào để ngồi cho duyên dáng hơn, đi lại uyển chuyển hơn, chân tay thế nào cho đỡ thô, hay là làm thế nào con gái thì cần sự tự tin, hay là thu hút như thế nào. Nói chung là rất là nhiều bài học. Thu hút như thế nào? Thu ra thì cứ thu, thì cứ thu và hút lại thôi. Quan trọng nhất là cái tư thế và cái dáng. Chị có nói là ngay cả cái dáng đứng bình thường như thế này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mình có tích mỡ hay không. Vì nếu như mình đứng gù người vào như thế này thì là cái lượng mỡ và lượng da nó sẽ dồn về phía trước, lâu dần nó sẽ lão hóa và sẽ khiến cho cơ thể của mình nó nặng nề và nó sẽ cảm giác nó to hơn. Và khi mình đứng này nó vừa thoát dáng và vừa giữ cho khung xương mình thẳng, và da và tất cả mỡ các thứ nó cũng sẽ được vào form hơn. Bởi vì em phải tự tin mình là một người phụ nữ thì em mới có thể thoát lên được cái mà bản chất và cái tự tin trong người của mình. Thì từ cái lời ăn tiếng nói, cách đi đứng, cách ngồi và cách mà em trao đổi với những người đối diện mình, tất cả mọi người khác, thì đó là một cái cách mà em giữ hình tượng cho mình. Mình học được đó là cái cách đi catwalk, làm sao để có thể tự tin, và cũng như là phong thái, thần thái, cách đứng làm sao khi mà mình xuất hiện trước đám đông, trước mặt ban giám khảo khi mà nghe, khi mà xong phần biểu diễn của mình, và hay là cách trả lời báo chí. Và mình thấy đó là những điều rất là bổ ích mà không phải ai cũng được học. Mình thấy rất là quý giá và rất là trân trọng nó. Sau buổi tập luyện đối với chị Xuân Lan và mình được bước trên sàn catwalk thì mình được học đó chính là sự tự tin. Thứ hai là mình học được cách đi đứng, cách ăn nói và cách ngồi, làm sao cho người ta thấy mình là một con người tự tin. Và cái thứ ba đó là một cái động lực giúp cho mình bước tiếp chương trình. Tại vì khi mà thi chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân thì thật sự nó trải qua rất nhiều áp lực. Đó là áp lực về cân nặng, về nhảy múa. Tại vì không phải vũ công, không phải chúng tôi không phải là những vũ công quá chuyên nghiệp. Có những người chuyên nghiệp và những người không chuyên nghiệp. Khi tập với những thể loại mà sở trường của mình thì đó cũng là một cái khó rồi. Chứ đừng nói với là mình, đối với mình là một vũ công hip hop, mình phải thay đổi mình qua từng vòng để tập theo những cái thể loại mới của Latin. Như tuần vừa rồi mình đã tập là tango, cho nên đó là một cái khó khăn đối với mình. Cho nên
bố gặp gỡ và tiếp xúc với chị Xuân Lan, được đi xe cắt quốc đó là một cái sự giải trí, một niềm hạnh phúc và một niềm động lực để cho mình bước tiếp chương trình. Các bạn vừa được xem những hình ảnh khoảnh khắc ghi lại buổi tập luyện của các bạn thí sinh đang cố gắng hoàn thành thật tốt phần thi của mình trong tuần này. Hãy nhớ đón xem chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân được phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam vào lúc 21:15 mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.